chào bạn đọc của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Và ngay sau đây tiếp tục cập nhật những bài tập mang lại lợi ích cho sức khỏe. Chúng ta hãy cùng chào đón huấn luyện viên Nguyễn Đăng Ngữ, hay còn được gọi với cái tên quen thuộc đó chính là huấn luyện viên Rio. Xin chào anh Rio. Và đầu tiên thì cảm ơn anh đã nhận lời mời để hướng dẫn các bạn thực hiện các bài tập mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không biết là sau đây thì mình sẽ thực hiện những bài tập mang lại lợi ích nào cho sức khỏe anh nhỉ? Mình đã chọn lọc ra 5 bài tập là giúp ích cho dân văn phòng. Có thể là đốt cháy mỡ thừa là thứ nhất, thứ hai là giảm đau vùng cơ lưng dưới, và thứ ba là kích thích cơ bắp hoạt động. Dạ, bài tập đầu tiên của chúng ta mang tên gì và mang lại lợi ích gì hả anh? Bài tập đầu tiên của chúng ta là chum squat. Thì nó sẽ giúp cho kích thích phát triển cái phần cơ chân của mình và giúp cho tim mạch hoạt động được tốt hơn. Để thực hiện bài tập đầu tiên này thì chúng ta chuẩn bị ở tư thế đứng thẳng, chân mình đứng bằng vai và mũi chân hơi mở ra. Sau đó là chúng ta giữ lưng thẳng, ưỡn ngực, ngồi xuống và nhảy lên. Hít sâu, nhảy, thở, hít sâu, thở, hít sâu, thở, hít sâu, thở. Đối với bài tập này thì mình có thể tập khoảng từ 3 tới 4 hiệp và mỗi hiệp mình có thể lặp lại từ 12 tới 15 cái. Để thực hiện cái bài tập vừa rồi thì anh có chú ý nào đối với các bạn khi mà thực hiện không ạ? Thì thứ nhất là mình phải giữ cho lưng thẳng trong suốt quá trình đứng lên và ngồi xuống. Thứ hai là khi ngồi xuống thì phần đùi của mình phải song song với mặt đất. Tiếp theo sau đây là bài tập tên gì và nó sẽ mang lại lợi ích nào cho dân văn phòng anh nhỉ? Bài thứ hai mình sẽ là push up, là tiếng Việt là hít đất. Thì nó sẽ hỗ trợ cho phần thân trên của mình, cho phần ngực, vai, tay sau phát triển. Bây giờ mời anh cùng thực hiện chi tiết, hướng dẫn đến các bạn. Và sau đây là bài tập hít đất. Mình có thể tập bài này khoảng từ 3 tới 4 hiệp và mỗi hiệp từ 12 tới 15 cái. Thì thứ nhất là chống đầu gối, giữ cho cơ thể từ đầu tới phần đầu gối là một đường thẳng. Trong quá trình hít xuống, mình sẽ hít vào, lên, thở ra. Hít, lên, thở, xuống, hít. Lên, thở, xuống, hít. Lên, thở. Như là vừa thấy thì anh đã có hướng dẫn một cái động tác mà cũng rất là dễ thực hiện. Tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện mình có cần cái chú ý gì để đảm bảo an toàn khi mà nó mang lại lợi ích nhưng mà cũng không có nguy hiểm cho quá trình mình tập không ạ? Bài này thì sẽ có một lưu ý, đó chính là khi mình hít đất thì cố gắng hay giữ cho phần cùi chỏ của mình xéo xuống 45 độ. Thì nó sẽ an toàn cho phần vai của mình hơn. Khi mà nếu mà bạn hít đất tay cao lên 90 độ như thế này thì sẽ nguy hiểm cho phần vai của mình. Tiếp tục là bài tập nào anh nhé? Tiếp tục mình sẽ là một bài về cardio, sẽ giúp ích cho phần tim mạch của mình và toàn thân. Để thực hiện bài tập này thì thứ nhất, đứng người thẳng, khom người xuống, chống tay xuống ghế và nhảy hai chân ra ngoài. Sau đó lên gối từng chân và nhảy về vị trí cũ, đứng thẳng. Các bạn có thể thực hiện động tác này từ 3 tới 4 hiệp và mỗi hiệp mình sẽ làm khoảng từ 30 giây tới 1 phút. Thì nãy giờ chúng ta đã thực hiện 3 bài tập liên quan đến ghế văn phòng rồi. Tuy nhiên trong trường hợp ghế văn phòng không đủ tiện lợi để chúng ta thực hiện 3 bài tập đó thì mình có bài tập nào thay thế không ạ? Vậy thì bài tiếp theo của mình sẽ là bài bớt rót. Và bài này thì chỉ cần một tấm thảm thì mình cũng có thể tập ở bất cứ đâu trong văn phòng. Bài này sẽ giúp cho các bạn săn chắc vùng cơ trung tâm và giảm đau phần lưng dưới.
Để thực hiện động tác này thì mình sẽ bắt đầu ở tư thế con mèo, sau đó kết hợp với lại tay này và chân kia, nâng hạ xuống, cùi chỏ chạm đầu gối, hít vào khi lên, xuống thở, hít thở, hít thở. Đổi bên. Trong bài tập vừa rồi thì mình sẽ thực hiện bao nhiêu lần anh nhỉ? Bài tập vừa rồi thì mình sẽ thực hiện từ 15 tới 20 lần mỗi bên. Nhưng cũng đang rất là thắc mắc là không biết bài tập tiếp theo sau đây thì nó sẽ mang lại lợi ích gì cho cơ thể ạ? Bài tập tiếp theo của mình sẽ là wall sit, và bài này sẽ giúp cho các bạn văn phòng săn chắc phần cơ chân và phát triển phần vai tay. Dạ, bây giờ anh đã sẵn sàng thực hiện hay chưa? Sẵn sàng. Đối với bài tập này thì đầu tiên mình sẽ ở tư thế dựa toàn bộ lưng vào tường, sau đó ngồi xuống cho đến khi chân vuông góc với mặt đất. Tiếp theo, mình có thể sử dụng khăn hoặc là chai nước ở văn phòng để cẳng tay vuông góc với mặt đất và đẩy lên, thở, xuống, hít, lên, thở, hít, thở, gồng bụng trong suốt quá trình tập, hít, thở. Đối với bài tập này thì mình sẽ đẩy vai từ 15 tới 20 lần mỗi hiệp và lặp lại 3 đến 4 hiệp. Hy vọng là với hướng dẫn rất là chi tiết từ huấn luyện viên Rio thì mọi người có thể áp dụng ngay tại văn phòng của mình. Và một lần nữa xin cảm ơn huấn luyện viên Rio đã hướng dẫn chi tiết các bài tập trong ngày hôm nay. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Và bây giờ thì Ngọc Dung cùng với huấn luyện viên Rio xin chào và hẹn gặp lại.